Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa quý ông bà, cô bác, anh chị em và cũng như kính đến toàn thể quý vị đang xem trên màn ảnh nhỏ. Bữa nay con Hoài Thương đến đây xin chia sẻ cũng như về một đôi điều Phật pháp. Mong muốn làm sao góp phần nào đó của mình về công cuộc gọi là pháp bảo của Đức Phật, Đức Thầy để cho chúng ta cùng nhau tiến bước trên con đường đạo pháp. Thì kính thưa quý vị, Đức Huỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy cũng có nói là tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tín nữ, thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thanh danh, công đức Phật từ bi vô lượng. Kính thưa quý vị, con tầm nó ăn lá dâu xanh, nó còn biết nhả ngụm tơ để đền ơn cho chủ. Còn chúng ta bổn phận làm người mà không lo thì như vậy quá là hổ thẹn. Bởi Đức Huỳnh Giáo Chủ có nói thêm dạy tín đồ rất là rõ ràng. Nên bổn phận của chúng ta là phải noi theo chí đức của tiền nhân hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt giùm kẻ xa cơ và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức. Đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Kính thưa quý vị, hôm nay con xin chia sẻ về một đề tài cũng như một trao đổi một buổi Phật pháp qua một vấn đề: tại sao ta phải tu? Thì kính thưa quý vị, tại sao ta phải tu? Nhưng trước hết con xin giải bài qua phần đầu, đó chính là tu là gì. Thói thường á, mỗi khi mà nghe nói đến chữ tu, người ta không khỏi bàng hoàng lo sợ. Họ quan niệm rằng á, tu á, là phải cần ly gia cắt ái, dấn thân vào rừng sâu núi thẳm, chịu cuộc đời buồn khổ. Họ chỉ nhìn qua loa với nhẫn kính có pha màu rồi vội vàng kết luận tu thật khô khan buồn tẻ quá. Có thể nói rằng đó quý vị, căn cứ theo cái từ điển, tu có nghĩa là gì? Tu là sửa. Có nghĩa là sửa xấu ra tốt, sửa dốt ra thông, sửa dại thành ngay, sửa hư hèn thành đúng đắn. Và sửa phàm phu như chúng ta đang trở thành một Phật Thánh. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng đó, chúng ta lấy một cái sự diễn lý. Ví dụ như là một căn nhà hư dột, người ta cắt sửa lại lành lẹ, gọi là tu bổ. Hay là một con đường gồ ghề, một cây cầu siêu vẹo, người ta đắp lại, bắt lại, thì đó gọi là tu kiều bồi lộ. Riêng về tín đồ Phật giáo hòa hảo, với công cuộc tu hành lúc nào cũng trau sửa những hành động ngôn ngữ nhơ xấu thấp hèn, cho được trở lại hoàn thiện, tốt đẹp. Bởi Đức Huỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy cũng có dạy là ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Hoặc là ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Với công việc tu sửa phương tiện từ thấp lên cao, tu hành có thể nói là bất chấp mọi nơi hay hình thức nào, miễn trau sửa là được. Bởi trong quyển Sấm Giảng Thi Văn của Đức Thầy có dạy: sát trần tục như cây cảnh khến, làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn,
đẽo với bào riết nó cũng tròn, đến chừng đó trông giàu rất tốt. Như một cái cây đó quý vị, thì nó u nần, nó bị cong. Chúng ta muốn sử dụng nó cho nó ngay thẳng thì chúng ta bắt buộc là phải đẽo gọt, cũng như là bào. Thì vấn đề tu hành cũng như vậy. Chúng ta cốt đánh đổi những cái tư tưởng xấu, thay thế vào đó là những cái tư tưởng đẹp. Đó. Và cũng như cái hành động của chúng ta, chữ tôn theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, không gì khác hơn ngoài hành động và cũng như tư tưởng trao sữa cho toàn thiện. Bắt đầu cô xin chia sẻ về phần chính hôm nay. Tại sao ta phải tu? Đến phần chính hôm nay, Hoài Thương xin con xin chia sẻ về gọi là tại sao ta phải tu. Thì có thể nói rằng đó là người sống ở đời, mỗi khi mà đứng ra làm việc gì đi chăng nữa cũng phải biết là tại sao ta phải làm. Và làm đây đó là để là gặt thu được những gì, có phải không ạ? Thì người đạo mình cũng vậy, người tu hành mình cũng vậy. Điều quan trọng ở đây đó là chúng ta phải hiểu rằng là tại sao ta phải tu, và tu đây để gặt thu được những gì. Có thấu đáo thì ta mới vững đức tin để tiến bước trên cái con đường Phật đạo, cái con đường tu hành của mình. Đức Thầy Ngài có nói như thế này: nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Coi tại sao ta phải tu hành. Chứ đừng có thấy mà người ta tu và mình tu theo mà không biết tu là cái gì, thì tại sao ta phải tu. Cũng như Đức Thầy có dạy rằng đó, đừng thấy ai lập bàn thờ Phật rồi ta đó là dội giả lập bàn thờ Phật mà chưa hiểu ông Phật như thế nào, vậy tại sao ta phải thờ kính Đức Phật. Nó cũng như là thờ kính hay là như là cúng lại này kia mà không hiểu, thì càng thờ càng cúng như vậy thì càng tỏ ra cho thiên hạ thấy chúng ta đó là mê tín. Bởi vì tu là phải hiểu, mà tu là còn phải hành. Là người tu thì đông vô số, nhưng mà trường hợp phát tâm thì ít có ai giống ai, bởi cơ duyên và trình độ chẳng đồng. Xong theo như mà rút tỉa từ những việc hay là những vấn đề mà về Đức Phật và cũng như Đức Thầy Phật giáo Hòa Hảo, thì thấy rằng là có bốn vấn đề chủ yếu là tại sao ta phải tu. Cái thứ nhất là nhờ có duyên lành gặp được Phật Pháp. Cái thứ hai là nhờ tin sâu lực nhân quả. Cái thứ ba là nghĩ đến sự khổ của xác thân. Và cái thứ tư, cái điều này cũng rất là quan trọng, là vì sự hiếu thuận, là hiếu thảo, chúng ta phải bắt buộc phải tu. Thì qua đây là Hoài Thương con xin giải bài từng chi tiết, từng vấn đề một cho quý vị chúng ta được rõ hơn. Một là nhờ có duyên lành gặp được Phật Pháp. Kinh Phật có câu: dược y bất tử bệnh, Phật quá hữu duyên nhân. Nghĩa là thuốc hay không trị được bệnh tới số, còn Phật chỉ độ được những ai có duyên lành. Mà Đức Huỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy Ngài cũng khẳng định rằng là duyên lành đó được khùng điên chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Thật vậy, khi chưa hiểu được Phật Pháp thì chúng ta ai ai cũng đua chen theo những việc nhỏ nhen thông thường của người thế, không hiểu đâu là tội phước, không hiểu thiên đường địa ngục. Mai thai đó là nhờ chúng ta có duyên lành gặp được Phật Pháp là sực tỉnh giấc mộng trần gian, quay đầu hướng thiện và một lòng lo tu hành tinh tấn. Kính thưa quý vị, bởi đừng nói chỉ ai, ngay cả Hoài Thương thôi, lúc trước á là Hoài Thương cũng là một người ở ngoài đời,
Hiện tại thì mình vẫn là hòa nhập với cuộc sống của tất cả mọi người. Thì nhưng mà bây giờ đó là mình mang thai là mình được biết được cái giáo lý của Đức Thầy. Đó. Mình gọi là nương theo đó để mình tu hành. Lúc trước thì Hoài Thương cũng là một người ở ngoài đời thôi, không có biết chi về vấn đề Phật Pháp hay Đạo cả. Nhưng mà đến một cái ngày đó thì bỗng đâu đó là cái nhân duyên đến. Mình nghe được những giáo lý, những lời sấm giảng của Đức Thầy. Thấy hay và cao siêu, nhiệm màu quá. Và thấy cuộc đời của mình đó là đôi khi nó rất là khổ. Và cũng từ cái đó mà nhận ra, và cũng như cái duyên nó đã đến rồi. Có những vị đồng đạo, các bác thì nhắc lại lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật, Đức Thầy, các huynh. Thì ngay đó mình thấy ngôi thờ thì cũng như cách hành đạo rất là hay và hợp. Thì mình nương theo đó mình tu hành, vào phát nguyện quy y, tu hành cho đến ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, bởi vì khi mà nói rằng đó, cái cuộc đời của chúng ta đó, thông thường là sống trên cõi thế gian này, nên khi gặp một cái vấn đề gì đó mới biết được cái đạo, mới biết được là cái nguồn giáo pháp vô tận của Đức Phật, Đức Thầy. Cái thứ hai là nhờ tinh luật nhân quả. Nhân quả là gieo giống chi hưởng quả nấy. Mọi sự vui khổ ở trên đời này có thể thấy rằng là đều do nhân quả mà kết hiện, cũng do chính chúng ta tự tạo tác cho chúng ta mà thôi. Bởi kinh Phật có câu đó là chủng qua hoàng đất qua, chủng đậu hoàng đất đậu, trồng dưa thì đặng dưa, tỉa đậu thì đặng đậu. Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng dạy là trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, hoặc là luật nhân quả thật là cao diện, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Như vậy nhân quả là gì? Nhân là hộp giống, mà quả là trái bông. Hễ mình gieo giống hộp giống gì thì là nó lên trái bông nấy. Mà hễ mình càng gieo thì nó càng lên, dù mình gieo cả trăm ngàn lần thì nó lên, vẫn lên là cả trăm ngàn lần luôn quý vị. Chứ không có hề sai chạy một lần nào hết. Mà nhân quả ở đây nó có thể thấy rằng là như cuộc đời chúng ta thấy trên đời này là mọi người nên là có người sang, người hèn, người cao, thấp, mập, ốm này kia, tất cả đều do nhân quả mà kết hiện. Những kẻ mà giàu sang phú quý ở kiếp này là do họ làm việc chẳng bằng bố thí ở đời trước, nên kiếp này họ được hưởng cái quả lành, giàu sang phú quý. Còn những người mà nghèo khổ túng thiếu hiện nay là do cái lòng tham lam bỏng sẻn ở kiếp qua, thì hôm nay phải chịu kết quả khổ như vậy. Mà nhân quả ở đây là nó kết hiện trong ba đời. Cái thứ nhất là nhân quả một đời, là mình tạo nhân lành ở kiếp này được hưởng quả lành ngay kiếp này. Tạo nhân dữ kiếp này là được hưởng quả dữ ngay kiếp này luôn, chứ không có chạy đến kiếp tới. Cái thứ hai là nhân quả trong hai đời, là mình tạo nhân lành ở kiếp này, đợi kiếp sau mới được hưởng cái quả lành. Tạo nhân dữ kiếp này, kiếp sau mới trả lại quả dữ. Và cái thứ ba là nhân quả trong ba đời. Trong ba đời chứ không có phải là ba kiếp nha quý vị. Ba đời. Nghĩa là mình tạo nhân lành ở kiếp này, phải chờ là qua kiếp sau, hoặc là qua 5, 7, hoặc là 100, 1000 kiếp sau mình mới hưởng cái quả lành. Đó, còn chịu cái quả dữ thì cũng vậy. Chứ không có hưởng là một cái kiếp hiện tại gì đâu. Vì vậy đó là chúng ta nên hiểu rằng đó là nhân quả là nó có ba đời. Mà hôm nay chúng ta đó là nhờ tin sâu luật nhân quả, bởi vì mình biết rằng là chúng ta tạo tác cái vấn đề gì thì nó sẽ trả lại cho mình cái vấn đề đó. Ba là nhờ nghĩ đến sự khổ của xác thân. Xét thấy đó là xác thân là nguyên nhân của sự khổ. Hễ con sanh ra thì phải có bệnh, già rồi chết. Mọi sự ăn ái, phiền não ràng buộc không ngừng. Xét thấy xác thân là nguyên nhân của sự khổ phải không ạ?
Vậy Đức Phật Thích Ca khi xưa đó là Ngài cũng ở lầu đài. Ngài là một vị con của một nhà vua. Có thể nói là đầy đủ đức. Ngài cũng nghiệm cái nỗi khổ mà Ngài xuất gia tầm đạo, hy sinh thân mình để mà cứu tất cả chúng sanh. Bởi Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng từng ăn cần nhắc nhở tín đồ, khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần, tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ. Bệnh giới tử từ kim chí cổ, sanh với già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên Ngài tầm đạo. Kính thưa quý vị, con người của chúng ta có sanh ra thì phải có ngày tiêu diệt. Không gì là trường tồn vĩnh cửu cả. Bởi vì giác thân là do tứ đại hiệp thành, đất nước gió lửa. Đến một ngày nào đó chúng ta ra đi cũng phải trả về cho đất nước gió lửa mà thôi. Cái thứ tư ở đây là gì? Hiếu thuận phải tôn. Cổ đức từng bảo, thiên địa tứ thời xuân tại thủ, nhân sanh bất hạnh hiếu di tiên. Cây có cội, nước có nguồn, con người sở dĩ có thân là nhờ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Bởi vì công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ tạo thành, từ khi nằm trong bào thai, sinh ra nuôi dưỡng mà cho đến lúc mà khôn lớn nên người, công ơn ấy thật sánh tài non biển. Kinh Minh Thánh gọi là chính chữ cù lao. Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, vợ dục báo thấm ăn, hạo thiên vọng cực. Còn Kinh Phật ấy, diễn tả qua 10 điều ơn của người con thọ nơi cha mẹ. Ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, phận làm con chẳng phút nào quên, sớm hôm cố gắng đáp đền, tròn câu hiếu thảo mới nên thánh hiền. Kinh Phật đã chép biên chỉ dạy, có 10 ơn vĩ đại cao dày, nhất là mang lấy bào thai, mẹ hiền xác thể không ngày nào yên, sự ăn uống cử kiêng đủ thứ, nằm đứng đi cũng phải nhẹ nhàng, tóc tai chẳng muốn điểm trang, thân hình luống chịu rõ vàng kém suy. Ơn thứ nhì đến kỳ khai nở, phải một phen kinh sợ hãi hùng, hài nhi chồi đạp tứ tung, làm cho thân mẹ muôn trùng đớn đau. Cảnh huống này kể sao cho xiết, khi sản sinh tinh quyết dầm về, mặc tình thân mẹ thảm thế, miễn sao con được trăm bề dạng sông. Ơn thứ ba vừa trông thấy trẻ, ra khỏi lòng thì mẹ hăng hoang, quên điều đau đớn gian nan, quên hồi còn lúc cưu mang tháng ngày, nào khác thể săn ngay gánh nặng, cũng dường như ai tặng ngọc vàng, tâm hồn thớ thới nhẹ an, nỗi mừng không thể luận bàn hết đâu. Ơn thứ tư giải dầu mẹ chịu, lo nuôi con chẳng thiếu chẳng sai, cam đành ăn đắng nuốt cay, ngọt bùi phần trẻ không ngày nào lơi, miễn cho con được thời mạnh khỏe, luôn ăn chơi là mẹ vui lòng, dầu cho gặp lắm mặn nồng, phận làm cha mẹ chẳng hồng thở than. Ơn thứ năm mẹ đang ngon giấc, bỗng nhiên con phóng giặc uế nhơ, đêm hôm tăm tối bất ngờ, mẹ đành thai nghỉ chỗ dơ ướt dầm, nhường cho con được nằm nơi ráo, khi gặp cơn ghét bão lạnh lùng, để con ấm áp thun dung, riêng phần của mẹ lạnh lùng kể chi. Ơn thứ sáu những khi bú mớm, cùng dưỡng nuôi hôm sớm mỗi ngày, món ăn thức uống nào sai, máu hòa làm sữa nuôi rài hài nhi, nếu chẳng may gặp khi nghèo túng, cha chỉ lo làm lụng tơi bời, đêm ngày hao sức tổn hơi, chịu phần đổi khác để thời nuôi con. Ơn thứ bảy lại còn hơn nữa, giặt quế nhơ giặt rửa mỗi ngày, những khi tiểu tiện ra ngoài, mẹ cha bồng ẩm chẳng nài thối hôi, có lắm kẻ lớn rồi quên lãng, nuôi mẹ cha tính tháng tính ngày, thêm còn nhiều tiếng đắng cay, sao không chết phức sống hoài làm chi. Ơn thứ tám vậy thì kể tiếp, khi người con có dịp đi xa, mẹ cha đứng tựa cửa nhà, ngóng trông con trẻ xót xa can tràn, tâm hồn mãi mơ màng dơ dẫn, tư tưởng luôn quanh quẩn bên con, xác thân và yếu hao mòn, bởi chưng quá đổi thương con mới là. Ơn thứ chín kể ra thảm thiết,
vì nuôi con tạo việc chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sao. Khi bỏ xác hồn vào địa ngục, chịu muôn điều câu thúc phạt răng, nghĩ thương cha mẹ vô ngần, vì con mà phải chầm thân sáu đường. Ơn thứ 10 tình thương cao cả của mẹ cha thật quá sâu dày. Trong đời có một không hai, so cùng biển rộng sánh tài non cao. Phận làm con sớm mau đền trả, vừa dưỡng nuôi vừa khá tu thân. Sống toan cung phụng ân cần, thác thời cầu đặng gửi thân liên đài. Kính thưa quý vị, chẳng thế, cha mẹ còn lo dạy dỗ và cũng như chăm sóc cho con, hy sinh tất cả vì con, miễn cho con được trở thành người con mạnh khỏe và cũng như có ích cho xã hội, cho gia đình. Như thế, cha mẹ có hy sinh cách mấy cũng an lòng. Bởi trong kinh Phật, khi mà Hoài Thương có nhớ đến đó, là cái câu á là có mang nghiệp chướng cũng đành. Thì kính thưa quý vị, miễn cho con của mình mà được an vui hạnh phúc, cho dù đó là bị nghiệp hay là một đời, nhiều đời, nhiều kiếp, khi vẫn an lành chấp nhận tất cả hy sinh vì con. Và người mà có thể nói rằng đó, không quản chi vì cuộc đời, chỉ có cha mẹ thôi. Bởi có những người, người ta nói rằng đó, là ở ngoài đời thì hầu như mình cho người ta, người ta mới cho lại mình một cái vấn đề gì đó. Còn cha mẹ thì không. Cha mẹ là người mà cho đi mà không cầu vụ lợi, không có cầu mà nhận lợi cái thứ gì cả. Tất cả vì con mà thôi. Mà cha mẹ vì con như vậy mà hôm nay chúng ta không tu hành mà đền cái ơn này, thì như vậy là một cái tội bất hiếu. Một cái tội bất hiếu. Bởi vì cuộc đời của con người chúng ta đó, đôi khi nó ngắn ngủi lắm. Ta nói là sống nay chết mai. Mà mình chưa đền được cái ơn này, mình chết đó, nó còn lỗi lắm quý vị. Có thể thấy rằng đó là như Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát, Ngài đó là đã tu hành để một cái phần nào đó của mình cứu vớt mẹ của Ngài, tức là bà Thanh Đề đọa địa ngục. Bởi vì cuộc đời của chúng ta tu ở trên này đó là người thân của mình, cửu quyền thất tổ, ông bà nhiều đời nhiều kiếp, đâu có phải ai cũng được đó là về cõi lành đâu. Còn đọa dưới địa ngục cũng không chừng. Mà mình ở trên này có con cháu tu thì chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ cứu vớt ông bà cửu quyền thất tổ của mình. Vậy họ vui mừng. Thì trong cái thời gian mà của Đức Phật, Ngài dẫn vị đệ tử của Ngài đi xuống ở dưới mà địa ngục đó, thì mới thấy rằng là hai bên ngục, mà tại sao có một bên đó là cũng bị hình phạt giam cầm mà tại sao lại vui mừng, còn một bên kia lại là khóc la thảm thương. Thì vị đệ tử này mới hỏi Đức Phật vậy chứ, là bạch Đức Thế Tôn, là cho con hỏi tại sao mà một bên nó lại vui cười, một bên nó lại khóc như vậy mà cũng đồng hình phạt. Thì Đức Phật mới nói rằng nếu muốn biết thì hãy đến mà tự hỏi, thì người ta sẽ trả lời cho. Lúc đó thì vị đệ tử của Đức Phật mới đi đến để hỏi những người mà đọa địa ngục, thì người ta mới trả lời rằng á là tôi vui mừng là bởi vì con cháu của tôi ở trên thế gian này nó biết tu hành, làm lành lãnh dữ, thì chắc chắn rằng ngày nào đó nó sẽ là cứu vớt tôi, hoặc giả là tôi sẽ được một cái công hạnh tu hành của nó mà gọi là tiêu tan, bớt, giảm được những cái nghiệp của tôi đó.
thì tôi tin chắc rằng ngày nào đó tôi cũng sẽ là được nó cứu. Thì lúc này là mới hỏi qua cái bên người, cái một số người mà bị đỏ mà vẫn vui cười đó. Thì người ta trả lời như vậy, rồi đó là này là mới qua hỏi bên của cái nhóm người mà bị đọa địa ngục mà lại khóc la mà thảm thiết nữa. Thì cái nhóm người này mới trả lời đó là sở dĩ tôi khóc la là tại vì con cháu của tôi trên này, ở trên thế gian đó, là nó không biết tu hành mà nó còn là ăn chơi trác tán rồi cũng như là phá quậy, nó không có biết làm lành chi hết, không biết tu hiền. Thì tôi thấy rằng là cuộc đời của nó sau này sẽ xuống đây với tôi, và tôi sẽ đọa địa ngục mãi mãi và không bao giờ lên được cái cõi lành. Thì kính thưa quý vị, chúng ta hôm nay đó là một cái nhân duyên như vậy, thì được một cái xác thân như vậy là rất là quý. Bởi vì Kinh Phật có nói rằng đó là nhân thân năng đắc Phật Pháp năng văn, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Mà hôm nay chúng ta đã được biết Phật Pháp và được thân người, có thể nói như thế này là thân người trọn vẹn rồi, mà không biết lo tu hành làm lành nữa, thì điều đó rất là dở, rất là uổng. Bởi Đức Phật cũng có nói đó là cái con rùa mù đó, nó ở dưới đáy biển 500 năm, khi mà nó muốn vào bờ rất là khó, nó không biết cái hướng nào cả, không biết đi về đâu. Thì 500 năm nó mới nổi lên mặt nước một lần. Mà cũng trong cái lúc này thì cái bọng cây là 500 năm là nó mới trôi qua. Thì lần đầu tiên là 500 năm là con rùa này nó nổi lên, nó nổi lên trước cái bọng cây trôi qua. Nó tưởng đâu rằng là cái bọng cây đó là đã trôi qua rồi. Đó. Thì là nó đi vào bờ không được. Rồi 500 năm sau là nó cũng nổi lên, mà nổi lên sau bọng cây trôi trước rồi, thì cũng không vào bờ được. Và 500 năm sau nữa, khi mà con rùa mù này nó nổi lên ngay cái bọng cây, nó bám díu được vào bọng cây, nó rất là vui mừng, nó rất là vui vì nó được vào bờ. Thì cái câu chuyện này là của Đức Phật Ngài diễn lý cho chúng ta, thì chúng ta hôm nay biết được cái Phật Pháp một cái điều hết sức là quý giá vô cùng tận. Thì chúng ta hãy cố gắng tu hành, làm lành lánh dữ, để mong rằng là thoát khỏi cái sự khổ này, về với mọi cảnh giới an vui nào đó của Đức Phật, sẽ được về cõi lành. Thì kính thưa quý vị, con người của chúng ta nếu sống đến chết mà không có một cái vấn đề gì đó, không một cái định hướng gì đó, tẻ nhạt, và cũng như là quan phí lắm. Vì vậy hôm nay mình biết được Phật Pháp rồi, hãy cố gắng trao thân hành đạo, và cũng như đó là tu hành. Bởi vì Đức Quỳnh Giáo Chủ có nói rằng đó là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Tu cầu thoát khỏi xích xiềng, lưới mê chẳng buộc, nhẹ mình tiêu dao. Tu cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả, chiếc bao thanh nhàn. Bởi vì phước đức quý hơn bạc vàng quý vị. Thì cũng mong rằng đó là một đôi điều chia sẻ Phật Pháp của Hoài Thương xin gửi đến quý vị chúng ta. Mong muốn làm sao chúng ta cùng tu cùng tiến. Bởi vì cái hành đạo chúng ta nói chữ tu nó rất là dễ dàng, nhưng mà trong cái dễ đó nó cũng có cái khó, mà cái khó làm được mới hay phải không ạ? Nếu mà khó mà không làm được á, thì đôi khi nó cũng hơi uổng, mà làm được thì mình mới hay. Đó. Vì vậy đó là chúng ta hãy cố gắng đó. Một đời một đạo đến ngày chung thân. Và trước khi dứt lời thì con Hoài Thương xin cầu chúc cho toàn thể quý vị chúng ta thân tâm an lạc, đạo quả viên dung và tu hành đến ngày thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.